Đây là cái cách làm nước tương tỏi ớt chua ngọt ngon Vị thì đậm đà Và cái món nước tương này mình có thể dùng ăn kèm với lại bún mì xào hoặc là hủ tiếu rất là hợp luôn Về phần nguyên liệu để làm nước tương thì sẽ gồm có nước tương, nước dừa, đường, tỏi, ớt và chanh về cái phần liều lượng và công thức á, thì Mỹ sẽ cho là một phần đường thì sẽ cho 3 phần nước tương và 3 phần nước dừa Nếu như mà mình không có nước dừa thì mấy bạn có thể thay bằng nước lọc cũng được nhưng mà mỹ thấy á, mình nấu bằng nước dừa thì cái phần nước tương nó sẽ ngon hơn sau khi mà cho nước dừa vô rồi á, thì mình bắt lên bếp và mình bắt đầu đảo đều để cho đường á, nó tan và khi đường nó đã tan hết rồi thì mình vẫn phải tiếp tục nấu cho tới khi nào á, mà nó sôi như vậy nè thì mỹ sẽ tắt bếp và nhớ là mình phải vớt bọt ra để cho cái nồi nước tương của mình nó được đẹp và ngon nha và do cái nồi này á, thì mình nấu bằng nước dừa do đó mình phải nấu cho nó sôi kỹ để mình có thể bảo quản được lâu cái nước tương này và sau khi sôi rồi thì mình tắt bếp và chờ cho nước tương nó nguội giờ mỹ sẽ chuẩn bị chanh tỏi ớt để mình bỏ lên nước tương nha và để cho cái nước tương của mình nó không có bị đắng thì cái phần chanh mỹ sẽ đi gọt cái phần vỏ ra tại vì nhiều khi mà mình nặng chanh nó ra cái tinh dầu của cái vỏ nó sẽ làm cái nước tương bị đắng mình chỉ lấy cái phần muối chanh thôi tỏi ớt thì mình sẽ đem sai nhuyễn ớt thì mình dùng cái ớt sừng trâu để cho nó bớt cay còn bạn nào thích ăn cay thì mình có thể dùng cái loại ớt khác nha cái nồi nước tương mình để nãy giờ á, là nó còn khoảng là 40-50 độ C, nó hơi ấm ấm á, thì mình sẽ cho tỏi, ớt, băm nhuyễn và cái muối chanh vô. Và để á, cho tỏi, ớt và cái muối chanh nó nổi lên trên mặt nước á, thì thứ nhất á, là cái tỏi, ớt của mình nó phải tươi, nó không có bị khô. Và để cho nó nổi lên mặt nước á, thì mình sẽ phải băm nhuyễn chứ mình đừng có giả. Khi mình giả thì cái tỏi, ớt nó rất là dễ bị chìm. Và cái phần tỏi ớt chanh này á là mình phải cho vô sau cùng chứ mà mình cho cái tỏi ớt chanh vô rồi mình mới cho nước tương hoặc gia vị vô á thì nó sẽ bị chìm nhìn nó không có đẹp đâu. Thì đó là cái cách mà Mỹ làm khi mà mình làm cái phần mà tỏi ớt. Còn bạn nào á mà có thêm những cái bí quyết hoặc là cái cách khác thì mình có thể chia sẻ với mọi người nữa nha. Cái phần nước tương này á thì Mỹ làm rất là nhiều và Mỹ làm để dành mình ăn luôn. Do đó là Mỹ sẽ bảo quản trong một cái hũ thủy tinh và mình để trong tủ lạnh và cái cách này thì mình sẽ để được tầm khoảng một tuần còn nếu như mọi người muốn để lâu hơn thì đừng có cho cái phần tỏi ớt và chanh vô đợi khi nào mà mình ăn thì mình lấy ra rồi mình cho tỏi ớt chanh thì mình sẽ bảo quản được lâu hơn nữa đó vậy là cái phần nước tương tỏi ớt chua ngọt là mỹ đã làm xong rồi bây giờ ở nhà có sẵn vài cái miếng tàu hũ với lại trứng cho nên là mỹ lấy ra chiên để mình làm một tô bún nước tương ăn nha cái tàu hũ này là người ta chiên sẵn rồi giờ mình chỉ chiên lại cho nó vàng thôi còn này là trứng Mỹ sẽ cho thêm vài cái miếng hành lá vô rồi mình sẽ chiên chiên xong rồi thì mình sẽ cắt sợi ra để mà ăn kèm với bún làm xong hết rồi giờ Mỹ sẽ dọn lên mời mấy bạn ăn chung với Mỹ nha gồm có trứng chiên tàu hũ chiên rau bún với lại là nước tương giờ mình sẽ cho tàu hũ chiên nè trứng rồi mình chan thêm cái phần nước tương chua ngọt vô cái món này ăn với nước tương là đúng bài luôn á mấy bạn trộn đều lên rồi mình ăn thôi giờ Mỹ mời mấy bạn ăn bún nước tương chung với Mỹ nha